sĩ không anh? Không. Anh đang có anh trai đến đi viếng mộ của cộng năm. Anh ở đâu đến anh? Anh ở dạ. Thành phố Hồ Chí Minh. Đi chia cho Điều với Phương. Chia được 1 cái nha. Có ai mà thích cho 2 cái luôn. Anh ở Sài Gòn xuống nha cô chú anh chị. Xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Thiện Tiên Vlog nha. Bữa nay nó phát trễ á, quên hay sao á. 2 giờ mấy, 2 giờ rưỡi còn chưa phát nữa. Dạ, đúng rồi. Vậy là chắc có lẽ là anh coi anh biết nhiều. Vậy là anh bắt phát bắt trúng á. Đọc cái là trúng em mà. Đọc một cái nữa trúng anh. Dạ, rồi để em qua em được. Bà xã cầm em anh. Để em chặt cho anh. Dạ. Anh đến từ Sài Gòn. Anh được bằng máy anh. Anh xin phép dừng clip em nha cô chú. Ca sĩ à. Nhìn anh lướt qua em nhìn thấy giống Đàm Vĩnh Hưng, giống Đàm Vĩnh Hưng với hả? Giống không chú Tiểu? Nhìn từ từ giống nhau đi nha. À giờ mới chào cô chú chị trở lại với kênh Sáng Nhiên. Giờ chiều hôm nay là ngày 8 tháng 7. Đến á, là lần dạ, lần đầu hôm nay là ngày đến... cuối tuần cô chú. Và sáng tác ở đông cô chú Kiều Quyến. Cậu Năm dịu lên thì có thương rồi. Vậy chắc là chị nhà ông kính ha. Mình là không biết là có gặp cậu bao giờ chưa? Chưa gặp bao giờ luôn. Là chỉ ái mộ thôi ha. Chị đang chị đang thờ luôn lần gần trong video thấy nó cáp quá hả? Dạ. Thấy nó to hả? Thấy tôi video hả? Chắc bơi đúng không? Gần mà. Từ Sài Gòn qua đây khoảng mấy hai tiếng thôi. Còn bao giờ đây mình có bị mắc mưa vậy mà. Sẽ 4 cái cây kia. Hầu viên chưa diệt. Là 4 cái cây khủng ở đó là vẫn chưa được vào nha cô chú anh chị. Đó, 4 cái cây đằng đó. Đó. 4 cây chậu trắng. Hiện tại là vẫn chưa được vào. Thấy ở đây mưa mà đúng không? Dạ, mưa. 12 giờ đó. Tầm khoảng 11 rưỡi nó mưa. 12 giờ kém nó mưa. Nãy đang cúng đậu mà mưa một cái là ướt hết luôn. Nó ăn rồi nó bơi luôn rồi ăn bỏ hết luôn anh. 30 món của cậu là giống như là trôi sông. Trời ơi, mưa lớn cực kỳ lớn. Bình thường mưa mình che vô cũng được ha, còn hôm nay mưa to quá, gió nữa. Lần đầu tiên mà mưa vào đâu được mưa không có dữ dội luôn á. Hồi giờ mưa thì anh em mình vẫn xử lý được đúng không? Dạ. Đi dùng được. Ở đây thì có những cái mộ của những nghệ sĩ khác. Nữa là anh đang đi đúng không? Tham quan những ngôi mộ xung quanh cái, ở những cái nghệ sĩ khác xung quanh mộ cộng năm cả nhà. Đúng không? Chú Sáu. Dạ, đúng giọng cười. Y chang khóc. Đúng mà khóc thì cứ y chang cười. Có phân biệt không? Nè, nó nhìn. Có một cái thắc mắc nha. Hôm qua tại sao tưới con rồng nên tôi về nửa đường á là mưa quá trời luôn, mà ngày mai sáng hôm sau tôi xuống đây là không có mưa ở đây. Biết sao không, em giải thích cho. Rồi. Tại hôm qua tưới có con còn con nó phun lửa. À thì ra là như vậy. vậy là con lại sao ông sao mà chú Tiểu biết con nó phun lửa? Thì nó phun lửa mới mưa đó.
Ủa mà mưa chỗ khác mà chú Tiểu. Ừ, không có ống mưa đây nha. Bởi vậy chú Tiểu, nếu mà thứ hai con là khả năng là mưa, đã mưa lớn là mưa lớn rất là dữ dội luôn, ngập bánh xe mà tao nói cái xe ô tô mà nó còn chết máy giữa đường luôn á. Thiệt luôn á. Đi ra một chút xíu là mưa rồi. Có mưa không, chứ ngập đất. Nhưng mà sao nhưng mà ở đây sao khu queo à? Mưa chứ sao không? Có không. Mưa không? Có chứ. Mà sao chị xe sáng chị thấy sáng khu queo mà. Hả? Thì tối mưa sáng thì khô thôi. Không, nhưng mà nếu mà mưa là con công nó chở nước rồi, cái này không chở nước em. Công không chở nước ông ơi, ông. Vậy là cho anh nghĩ là mưa ngoài cổng nha. Có khả năng là chú Tiểu ngoài. Tớ con còn rồng nên là không có mưa được ở trong này. Có cái gì đó liên quan không ta? Lạ luôn. Lạ lắm ha. Lạ lắm rồi nha. À, 15m là quay cho tất cả quý cô chú anh chị luôn nha. Đây là mộ của vợ chú Tư Còn. Ừ, vợ chú Tư Còn. À, mình thì mình hay gọi là bà xã, nhưng bà xã là anh xưng hô với em đúng không? Nhưng mà nếu mà đối với chú Tư Còn thì mình gọi là vợ của chú Tư Còn sẽ đúng hơn đúng không? Ừ, tại đó. Không biết là chú xưng như hô như thế nào phải không? À, thì ở trên kênh của 15m Bình Dương thì cũng có một cái bình luận. Thì chú nói là bạn của chú Tư Còn cũng rất là lâu rồi. Thì chú có nói là cái hoàn cảnh của gia đình của chú Tư Còn hiện tại rất là khó khăn. Chú Tư Còn là mất lâu rồi, nhưng mà gia đình của chú bây giờ là khó khăn lắm, cho nên là không có làm cái mộ của vợ chú Tư Còn được. Cho nên các cô chú anh chị thấy ha, rất là quan du luôn, chỉ có một cái nền bê tông thôi. Thì trước đây thì 15m cũng hay thắc mắc lắm, lúc mà mới vào đây ha, thì mình cứ hay đi qua đi lại mà mình không có biết rằng ở giữa là có một cái ngôi mộ, tại vì không có nhang là thắp lên luôn. Không có nhang mà không có lư hương. Đúng rồi, không có nhang cũng không có lư hương luôn. À, sau này mình mới phát hiện là ở giữa cái đường đi tại sao có một cái lỗ âm dương. Thì mình mới hỏi mấy anh trong hoa viên thì mới biết ở đây là mộ của bà, của vợ của chú Tư Còn. Thì sau khi biết được cái thông tin đó thì mình mới làm một cái dây để mình chắn ngang đó, để cho bà con hạn chế đi qua đi lại. Nhưng mà hình như bà con cũng biết luôn, đi qua đi lại cũng bình thường đó. Thôi bữa nay biết gì không? Sao? Bữa nay lò tắt sớm. À, lò tắt sớm ha. Không phải tắt sớm là cũng tới giờ đó. Tới giờ đó anh. 3 giờ mà. Cái không, mình, nói chung là 4 giờ rồi. Thường thường là 4 giờ mười mấy mới tắt. Mà chắc là hôm nay là cũng có một lỗi kỹ thuật gì đó, nên là 2 giờ bình thường là đúng 2 giờ là sẽ phát lo. Hôm nay là 2 giờ mấy và bây giờ là 4 giờ thì cũng đã tắt lo, thì hôm nay là tắt sớm. Nói chung hôm nay cũng có hơi có trục trặc kỹ thuật đó nha. Cũng như là buổi trưa thì thường là 10 giờ thì hôm nay là bữa nay là tới 11 giờ mấy thì mới tắt. Đó. Thôi thì Tiên cũng xin kết thúc cái video nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành nha. À, chừng nào về mới hạ đúng không chú Tiểu? Chừng nào là người cuối cùng mà hạ xuống ha.